Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, một phiên bản hoàn toàn mới của Đấu Trường 100. Những người chơi mới, khung cảnh mới và một không khí tuyệt vời. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Đấu Trường 100. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón những người cùng chơi của chúng ta, là những người chơi đến từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh Hùng Vương. Chúng ta sẽ chào đón các thầy cô giáo là những người cùng chơi đến từ trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón các bạn người chơi là các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Và một tràng pháo tay thật lớn nữa cho những người chơi đăng ký với chúng tôi qua mạng. Xin chào tất cả những người chơi của Đấu Trường 100. Và bây giờ thì chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón người chơi chính của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu một cán bộ đến từ Ngân hàng Đông Á. Xin trân trọng giới thiệu anh Tâm Châu. Xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình cũng như các bạn cùng chơi. Tôi tên Nguyễn Hữu Tâm Châu, đến từ Ngân hàng Đông Á và đơn vị công tác là Công ty Kiều Hối Đông Á. Đến đây với một mục tiêu là chinh phục được những đỉnh cao kiến thức và muốn làm sao mà sau lưng các bạn điều đó. Có lẽ là cái lời giới thiệu người chơi chính chúng ta không làm hài lòng những người cùng chơi. Anh ấy muốn là đèn sau của những người cùng chơi đều đỏ, còn những người cùng chơi thì muốn là nó luôn luôn xanh, không muốn đỏ một chút nào cả. Cho nên họ đã không vỗ tay. Nhưng mà không sao cả, bởi vì ngày hôm nay họ có vỗ tay không, điều đó không quan trọng. Bởi vì họ là đối thủ của chúng ta. Đấu Trường 100 phiên bản mới rất khác so với phiên bản cũ. Khác rất nhiều. Chỉ có một điều không thay đổi, đó là khi người chơi chính chúng ta nếu lựa chọn chỉ một câu trả lời sai thì anh sẽ ra về trắng tay. Và nếu điều đó xảy ra thì rất có thể là toàn bộ số tiền mà anh tích lũy được trong quá trình anh thi đấu ở trong Đấu Trường 100 sẽ được chia đều cho những người cùng chơi. Nhưng người chơi chính có quyền dừng cuộc chơi của mình bất kỳ lúc nào. Đó là điều khác biệt. Một điều khác biệt nữa, chúng ta hãy hướng lên màn hình. Người chơi chính, nếu anh có thể vượt qua được 10 người cùng chơi thì anh sẽ có số tiền thưởng là 500.000 đồng. Vượt qua được 10 người cùng chơi tiếp theo, số tiền thưởng được nâng lên 1 triệu đồng. 10 người chơi tiếp theo nữa, số tiền thưởng được nâng lên 2 triệu đồng. Và cứ như vậy, số tiền thưởng cao nhất sẽ là 50 triệu đồng nếu chúng ta vượt qua được 100 đối thủ, 100 người cùng chơi. Và nhưng mà quả thực là khó khăn để có được số tiền này, đúng không ạ? Rất khó. Với một cán bộ ở ngân hàng thì với anh đây là một diện thì anh đánh giá là cao hay thấp thì, hay vừa vừa? 30 triệu nó cũng bằng một cái khoản vay tiêu dùng mà. Vâng, khoản nó cũng là một dùng. Cái vấn đề cũng giải quyết được một số việc. Vâng. Nó cũng không phải là quá cao nhưng mà nó cũng không phải là quá thấp. Không phải quá cao, dạ, không phải quá thấp. Em đang lấy hướng 30 triệu là cái mục tiêu đó là 30 triệu thôi, cái 30 triệu. Vậy thì 50 triệu cũng không nhỏ đúng không ạ? Dạ. Và mục đích của chúng ta hướng tới thôi, nói rất vui ngày hôm nay không phải là chuyện tiền bạc, là câu chuyện rất là lớn đúng không ạ? Mà như anh đã chia sẻ với tất cả quý vị, đó là sự chia sẻ những kiến thức của mình đúng không ạ? Dạ. Và chúng ta tìm cách vượt qua những đỉnh cao của kiến thức, tất cả mọi người đều như vậy. Và bây giờ thì tôi hy vọng là sau cuộc nói chuyện này thì anh Tâm Châu sẽ thật bình tĩnh, tự tin để chúng ta bắt đầu những câu hỏi cho chương trình hôm nay. Anh đồng ý chưa? Dạ đồng ý ạ. 100 và chúng ta bắt đầu cuộc đấu của người chơi chính và 100 người cùng chơi. Câu hỏi đầu tiên, loại cây nào dưới đây được coi là có mặt lâu đời nhất trên thế giới? Cây thông, cây sồi, cây dương xỉ. Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là họ đã trả lời xong. Một câu hỏi chúng tôi nghĩ rằng là nếu bình tĩnh một chút, sáng suốt một chút thì chúng ta chưa phải dùng đấy bất kỳ một quyền trợ giúp nào từ chương trình mà có thể vượt qua. Theo em biết thì cây thông nó cũng không phải là một loại cây sống quá lâu năm. Cây dương xỉ thì cũng vậy. Cây dương xỉ thì nhưng mà ở đây là cây đã có mặt lâu đời nhất trên thế giới, tức là nó đã xuất hiện sớm chứ không phải là cây sống lâu. Đúng rồi. Thì theo như mình biết á, thì cây sồi là một cây cũng đã có từ rất lâu. Và chúng ta phải rất cẩn trọng. Ở ngay thời điểm này chỉ là câu hỏi đầu tiên thôi. Thực tế mà nói thì với những người cùng chơi của chúng ta, họ chỉ có 6 giây để có thể đưa ra một sự lựa chọn rất nhanh.
có thể họ sẽ không đúng đắn, nhưng người chơi chính chúng ta có nhiều thời gian hơn như thế để suy nghĩ. Hãy đọc thật kỹ câu hỏi: loại cây nào dưới đây được coi là có mặt lâu đời nhất ở trên thế giới? Theo em nghĩ thì để cho chắc ăn thì em xin dùng sự trợ giúp là tin người chơi. Tại em nghĩ người chơi ngồi dưới thì sẽ bình tĩnh hơn em. Vâng. Tôi nghĩ đó cũng là một sự lựa chọn không tồi một chút nào cả. Người chơi chính chúng ta có một chút băn khoăn và anh Tâm Châu quyết định lựa chọn phương án tin người chơi. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu đa số người chơi lựa chọn phương án nào thì người chơi chính chúng ta, anh Tâm Châu, sẽ bắt buộc phải đi theo phương án đó. Và nếu đa phần người chơi sai thì nhiên là người chơi chính của chúng ta cũng sai, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ được biết là đa phần người chơi trong số 100 người cùng chơi chúng ta lựa chọn đâu là câu trả lời. 92 người lựa chọn phương án C là câu trả lời. 92 người. Và bây giờ thì không chỉ người chơi chính mà cả 92 người chơi chúng ta cũng rất hồi hộp. Và câu trả lời chính xác từ chương trình. Và rất tuyệt vời. Chúng ta thấy là tại sao chúng ta không tin họ, đúng không ạ? Vâng, và có lẽ là với những người chơi chính bao giờ cũng vậy. Ở cái vị trí này thì biết thôi, đúng không ạ? Dạ, nó rất nóng, nó rất khó khăn, nó cực kỳ căng thẳng. Và chúng ta vượt được qua nó rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được cái cảm xúc nó thoải mái hơn. Anh đã vượt qua được câu hỏi đầu tiên này. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem là liệu người chơi chính chúng ta, anh Tâm Châu, có được số tiền thưởng đầu tiên từ chương trình hay không? Tám người cùng chơi trả lời sai. Còn hai người cùng chơi nữa thì chúng ta mới có được số tiền thưởng đầu tiên là 500.000 đồng. Anh chắc chắn là tiếp tục rồi, đúng không ạ? Dạ, tiếp tục. Anh đã sẵn sàng? Dạ, sẵn sàng. 92 người cùng chơi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 92 người cùng chơi. Có mấy nước ở châu Mỹ không phải là nước Mỹ Latin? Một nước, hai nước, ba nước. Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Họ đã xong. Và theo anh thì có mấy nước ở châu Mỹ không phải là nước Mỹ Latin? Thế mình nghiêng về cái phương án B và C nhiều hơn. Vâng. Anh có thể tưởng tượng về bản đồ châu Mỹ. Yeah. Thì anh có thể nói với chúng tôi là có mấy nước ở châu Mỹ không phải là nước Mỹ Latin không? Yeah. Theo như mà mình coi World Cup á, thì cái vùng mà châu Mỹ á, sẽ được chia làm hai bảng đấu, là một là Mỹ Latin, hai là vùng CONCACAF. Nhưng mà cái quan trọng là châu đang phân vân là, nhưng mà nếu đá thì phải ba nước mới đá được. Cho em chọn cái phương án khảo sát người chơi là phương án B ạ. Nếu như anh dùng quyền khảo sát người chơi, dạ, thì ban tổ chức sẽ cho anh biết là có bao nhiêu người có cùng cái phương án lựa chọn, giống như sự băn khoăn của anh. Dạ. Còn nếu không thì chúng ta nên dùng quyền hỏi người chơi thì nó sẽ chắc chắn hơn. Nhưng bây giờ thì mới là thời điểm, những thời điểm đầu tiên chương trình, và như chúng tôi đã nói, bây giờ anh loại bỏ được một phương án rồi, đó là phương án A. Còn lại phương án B hoặc là C thôi. Nhưng nếu chúng ta không chắc chắn thì đó sẽ là một phương án lựa chọn rất khó khăn, đúng không ạ? Bây giờ thì tức là mình phải có một cái sự tự tin. Vâng. Là chính xác. Em xin chọn phương án B là cái câu trả lời cuối cùng của em. Chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi, đúng không ạ? Yeah. Những người cùng chơi trong đấu trường 100 là những người chơi rất tuyệt vời. Họ luôn vui và họ đều vỗ tay. Và khi họ vỗ tay thì chúng ta không hiểu chuyện gì xảy ra. Người chơi chính có thể trả lời đúng, những người cùng chơi vỗ tay. Trả lời sai, những người cùng chơi cũng vỗ tay. Yeah. Bây giờ thì chúng ta không hiểu là người ta vỗ tay để động viên tinh thần người chơi chính chúng ta, anh Tâm Châu, hoặc là rất mong là anh sẽ trả lời sai phương án này. Yeah. Người chơi chính đã quyết định phương án B là câu trả lời. Và đáp án chính xác từ chương trình. Yeah!
Hên quá anh Tuấn ơi. Không sao cả, mọi sự may mắn đều đến với lại người chơi chính chúng ta nếu như chúng ta nỗ lực nữa, nếu dạ, chúng đúng. Ta nỗ lực và thực sự là anh đã nỗ lực, anh đã suy nghĩ thật kỹ và anh vượt qua được câu hỏi này. Điều thật vui là với người chơi chính chúng ta thì dường như đến giờ này thì áp lực đã được rũ bỏ đi rồi. Dạ. Và chúng ta hãy xem là anh Tâm Châu, người chơi chính chúng ta có thể có được những số tiền thưởng nào từ chương trình ngày hôm nay hay không. Bao nhiêu người sẽ trả lời sai ở câu hỏi tiếp theo này? Chắc chắn là 500.000 đồng thì chúng ta đã có. Hãy xem là mốc 1 triệu đồng tiền thưởng thì chúng ta có thể có không? Anh có 1 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Hy vọng là mốc 2 triệu đồng chúng ta cũng tiến tới. 2 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Sẽ là 3 triệu nếu chúng ta loại bỏ 3 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. 5 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Hy vọng là nó sẽ được nâng lên là con số 10 triệu. Không, 46 người trả lời sai. Yeah. Và 46 người trả lời đúng. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Yeah, một nửa trong số những người cùng chơi chúng ta trả lời sai. Một nửa trong số đó tiếp tục trả lời đúng. Vậy là người chơi chính chúng ta đã có mức thưởng là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Phía trước chúng ta là 46 đối thủ, 46 người cùng chơi. Anh có số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Và chúng tôi bây giờ rất muốn hỏi anh một câu là anh sẽ lấy tiền về nhà hay đấu tiếp? Nói chung là đã đến đây rồi. Dạ, thì mình nên tiếp. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 46 người cùng chơi. Quốc hiệu Đại Cồ Việt của nước ta có từ thời nào? Thời Đinh, thời Lý hay thời Trần? Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Những thử thách thực sự cam go đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ nó cũng không quá khó với người chơi chính nếu như mà anh nắm rõ lĩnh vực này. Dạ. Thì niên hiệu Đại Cồ Việt chắc chắn là nó sẽ không nằm ở chỗ cái thời Đinh. Nó chỉ rơi vào hai cái phương án là thời Lý và thời Trần. Bây giờ thì những người cùng chơi chúng ta còn lại là 46 người cùng chơi và luật chia tiền đã được áp dụng. Nếu như người chơi chính chúng ta trả lời sai, đồng nghĩa với việc là có ai đó trong số 46 người cùng chơi chúng ta sẽ hy vọng là có được số tiền thưởng chia từ số 5 triệu đồng mà người chơi chính chúng ta, anh Tâm Châu đã đạt được trong chương trình đấu trường 100. Thực tế mà nói thì với những băn khoăn, thậm chí là hơi băn khoăn một chút thôi thì chúng ta vẫn cần tới việc phải chính xác hơn. Và anh còn hai quyền khảo sát người chơi và hỏi người chơi. Anh thấy nhờ em giúp cái quyền khảo sát người chơi. Khảo sát người chơi, vâng. Nó có bao nhiêu người trong quê? Dạ. Người chơi chính chúng ta anh Tâm Châu nghiêng về phương án B là câu trả lời. Và chúng tôi sẽ cho người chơi chính chúng ta là anh Tâm Châu biết có bao nhiêu người có cùng đáp án với anh. Chỉ có 6 người có cùng lựa chọn với anh. 6 người. Tức là một số lượng rất ít trong số 46 người cùng chơi. Mình đi theo mà 6 bạn này, nếu mà chúng là mình quy hoàng. 6 bạn chọn thời Lý thì cũng chưa chắc là 6 bạn này sai. Thì nhưng mà cái số lượng nhiều, thấy không? Mình cái gì phải đi theo số đông. Số đông thì chúng ta cũng không biết là số đông lựa chọn A hay là C. Lý. Coi như bây giờ mình cũng nên đánh cuộc với các anh chị là còn lại. Thì mình sẽ chọn phương án là C. Sao anh làm hồi hộp quá. Bây giờ để chắc ăn câu này cũng không phải câu dễ.
Bây giờ em cho em hỏi ý kiến người chơi luôn. Vâng. Dạ, để cho có gì đó thì còn một không lăn tăn một chút dạ, nào nữa. Hay vâng. Về nó cũng không còn gì. Chúng ta không lăn tăn một chút nào nữa đúng không ạ? Dạ. Vâng, 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 có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Dạ. Chúng ta tận dụng tối đa những cơ hội của chúng ta. Và nếu mà chúng ta không thể thắng được thì không còn gì băn khoăn nữa cả. Như vậy thì người chơi chính lựa chọn tiếp một quyền nữa, đó là quyền hỏi người chơi. Dạ đúng. Quyền trợ giúp cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay mà anh có. Như vậy thì chúng tôi sẽ cho anh Tâm Châu biết có hai người ở trong số những người cùng chơi chúng ta. Một người trả lời đúng, một người trả lời sai. Chúng ta sẽ giao lưu với họ, hỏi họ ý kiến vì sao họ chọn như vậy. Và sau đó thì anh sẽ đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Anh đồng ý chưa ạ? Dạ, đồng ý. Vâng, chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên hai người cùng chơi. Một người trả lời đúng, một người trả lời sai. Đó là người chơi ở vị trí số 40 và người chơi ở vị trí số 52. Xin chào người chơi ở vị trí số 52, bạn có thể cho biết tên của mình ạ? Em tên Mai Thị Ngọc Yến. Và bạn Yến chắc chắn là đến từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank ở chi nhánh Hùng Vương rồi đúng không ạ? Dạ. Vì ở bộ trang phục của bạn thì tôi có thể nhận ra điều đó, rất đẹp. Xin được hỏi là lựa chọn của bạn là phương án A, Thời Đinh. A, Thời Đinh. Và lý do bạn chọn? Thì Đinh Tiên Hoàng đổi tên nước Đại Cồ Việt thì em chọn Thời Đinh. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào người chơi vị trí số 40. Dạ, em tên Phương, em đến từ ngân hàng Agribank. Dạ. Và lựa chọn của bạn là phương án? Dạ, em chọn phương án C. C, Thời Trần. Lý do mà bạn chọn phương án C? Em cũng có do dự là Thầy Lý với Thầy Trần, nhưng mà em chắc cho Thầy Trần hả? Vâng, cảm ơn bạn Phương. Chúng ta đã nghe người chơi vị trí số 40 và 52 chia sẻ. Người chơi ở vị trí số 52 khá chắc chắn với sự lựa chọn của mình. Người chơi ở vị trí số 40 thì rất vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Đấy, thì cũng trước hết là xin cảm ơn hai người chơi, cũng là hai người bạn đồng nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng. Thì cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai bạn. Mà cái bạn mà có cờ vạt á, bạn tự tin nó vẫn nói là Đinh Tiên Hoàng đổi nước. Một điều tự tin nữa dành cho người chơi chính là bây giờ người chơi chính chúng ta anh Tâm Châu biết được rằng là phương án B không phải là câu là trả lời chính. Dạ. Chính xác thì, chỉ là A. Theo em thì phương án C là phương án trả lời cuối cùng của em. Dạ. À, không biết là khán giả vỗ tay. Đây là một cuộc đấu mà cuộc đấu không hề cân sức một chút nào cả. Đó là cuộc đấu của một người và 100 người cùng chơi. 100 người cùng chơi của chúng ta chỉ cần có 3 người trong đó họ có mưu mẹo một chút thì chúng ta sẽ bị mắc lừa. Dạ không sao anh. Đó là cuộc đấu trí mà. Vâng. Bởi vì mình đã có cái tâm niệm từ lúc đầu là cái Thời Lý và Thời Trần. Vâng. Thì khi mà lượt loại ra được một phương án thời Lý thì mình cũng phải theo được cái quan điểm suy luận của mình. Quan điểm suy luận của mình đúng không ạ? Còn ví dụ như cái sự giúp đỡ của hai bạn kia thì ví dụ như Đinh Tiên Hoàng đổi nước gì đó thì mình biết chắc chắn là ấy, nhưng mà thì theo mình là nên có một cái nhất quán của mình. Vâng. Dạ thì nếu mà có sai thì coi như là mình đãi mấy bạn uống nước mía này chia ra. Người chơi chính chúng ta đã tích lũy được 5 triệu đồng tiền thưởng trong chương trình đấu trường 100. Nếu người chơi chính chúng ta trả lời chính xác, người chơi chính chúng ta sẽ đi tiếp và nâng cao số tiền thưởng của mình lên, hy vọng là như vậy. Còn nếu không thì số tiền thưởng là 5 triệu đồng của người chơi chính sẽ được chia đều cho những người cùng chơi có câu trả lời đúng ở câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu điều gì sẽ xảy ra. Câu trả lời chính xác sẽ là phương án A hay C. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. C. Yeah. C. Yeah. Phương án A là câu trả lời chính xác.
Một cuộc đấu về mặt trí tuệ và cũng là đấu trí thực sự. Có lẽ là những người cùng chơi chúng ta họ có một cảm giác là họ phải được chia tiền thì mới đúng. Bây giờ thì chúng ta phải nói lời chia tay người chơi chính chúng ta. Và rõ ràng là ở thời điểm này chia tay anh Tâm Châu thì anh Tâm Châu cũng không có cái gì phải băn khoăn nữa. Bởi vì đã tận dụng mọi cơ hội mình có và thực sự là đã trải qua được những không khí rất tuyệt vời trong đấu trường 100 phiên bản mới. Chúng tôi chắc chắn rồi nói lời cảm ơn anh rất nhiều bởi vì anh đã nỗ lực hết mình để đến với đấu trường 100. Và như chúng ta thấy thắng ở đây không dễ, nhưng anh đã có những cảm giác, thực sự là đã có những cảm giác chiến thắng ở những thời điểm nhất định. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ xem có bao nhiêu người trả lời sai ở câu hỏi này. Mười người trả lời sai và 36 người trả lời đúng ở câu hỏi này. Như vậy 36 người cùng chơi chúng ta sẽ được chia số tiền thưởng là 5 triệu đồng từ người chơi chính, anh Tâm Châu. Xin chúc mừng. Và một lần nữa chúng ta dành những pháo tay thật lớn để cảm ơn anh Tâm Châu đã đến với đấu trường 100. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta hãy dành một tràng thật nồng nhiệt nữa để chào đón người chơi chính tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của người chơi chính chúng ta, nữ sinh viên Thanh Trúc. Chào anh. Thanh Trúc xin chào tất cả các anh chị, các bạn. Hôm nay cũng rất là vui khi mà gặp nhiều người thân thiện và dễ thương như vậy. Vừa mới bước ra là ai cũng vỗ tay hết. Nhưng mà chắc chắn là mọi người sẽ là đối thủ của Trúc, cho nên là lát nữa sẽ đổi thái độ đây. Vâng. Dạ và vâng. Như bạn thấy đấy, thì họ vừa hạ knock out một người chơi chính. Bây giờ thì nhiệm vụ chúng ta là cố gắng thân thiện với họ càng lâu càng tốt để họ dành tình cảm, để họ không loại chúng ta như vậy. Em nghĩ là mặc dù em có cười thân thiện tới cỡ nào đi nữa, nhưng mà chắc là khi mà trong cuộc chơi rồi thì cái chuyện nó nằm ngoài rồi. Đúng rồi, vâng, đó là một cuộc đấu đúng không ạ? Yeah. Và chúng ta phải xác định được điều đó, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà trước khi chúng ta bước vào một cuộc đấu căng thẳng như vậy thì chúng tôi rất muốn hỏi là trong thời gian gần đây thì Thanh Trúc có tham gia vào các bộ phim truyền hình nào, các bộ phim màn ảnh rộng nào không ạ? Dạ, thời gian qua thì Trúc đã tham gia hai bộ phim, mà nếu từ trước tới nay á, nếu mà khán giả đã xem qua những bộ phim của Trúc rồi thì đa số là Trúc diễn những cái vai mà dịu dàng, nữ tính. Nhưng mà qua một thời gian thì chắc chắn là một người diễn viên bao giờ thì người ta cũng muốn thay đổi và muốn xem khả năng mình thêm như thế nào. Thì là Trúc đã thử những cái vai cá tính hơn, dữ dằn hơn hoặc là ác hơn chẳng hạn. Và Trúc cũng mong là cái hình tượng mới của Trúc sắp tới đây sẽ đem đến thú vị cho khán giả hơn và chấp nhận, chứ không phải là xem nhân vật đó xong rồi ghét Thanh Trúc luôn. Là Trúc buồn lắm ạ. Không, nhưng mà Thanh Trúc phải nhớ một điều, nếu như chúng ta đóng những vai phản diện mà chúng ta bị ghét, đó mới là thành công. Dạ đúng rồi. Thậm chí người ta ghét cay ghét đắng chúng ta, khi chúng ta ra đường người ta chỉ mặt, người ta đuổi chúng ta thì đó mới là dạ thành công. Dạ có. Đấy, hôm vừa rồi là đóng một bộ phim tình khúc mùa thu, là xong đóng vai phản diện xong là cũng mong men lên mạng xem có phản ứng của khán giả đối với mình như thế nào, thì đa số là chửi. Vậy là tốt rồi, chúng ta có những thành công bước đầu. Dạ. Lát tới thì chúng ta hy vọng là sẽ còn có để có thể giao lưu với nhau. Hy vọng là như vậy nếu bạn không dừng cuộc chơi sớm. Bây giờ thì hãy hướng đến màn hình để chúng ta có thể biết là bạn sẽ có được những phần thưởng như thế nào nếu như bạn có thể trả lời câu hỏi vượt qua được 100 người cùng chơi. Nếu vượt qua được 10 người chơi đầu tiên thì người chơi chính chúng ta, nữ diễn viên Thanh Trúc sẽ nhận được phần thưởng đó là 500.000 đồng. Vượt qua 10 người tiếp theo số tiền thưởng là 1 triệu, 10 người nữa là 2 triệu, và cứ như thế từ mốc 3, 5, 10, 15, 20, 30 và 50 triệu là mức thưởng tối đa nếu như bạn có thể vượt qua được 100 đối thủ trong chương trình ngày hôm nay. Dạ. Luật của chương trình chắc chắn bạn biết, nếu trả lời sai một câu hỏi trong chương trình đấu trường 100, bạn sẽ ra về trắng tay. Lúc đó thì chắc cũng không có ai ghét bạn lắm. Dạ vâng. Chủ yếu là họ thấy vui vì điều đó. Đặc biệt là những người cùng chơi. Nhưng người chơi chính chúng ta, bà Thanh Trúc cũng như những người chơi khác có thể dừng cuộc chơi bất kỳ khi nào bạn muốn. Bất kỳ khi nào bạn muốn. Và đó là một lợi thế nhất định. Lợi thế nhất định hơn nữa là những người cùng chơi chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian để có thể đưa ra câu trả lời.
Hy vọng là sức ép thì không có nhiều, bởi vì Thanh Trúc thì cũng đã rất quen trọng kính máy quay, và với sức ép như thế này thì cũng không phải là quá lớn, nhưng hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua những câu hỏi khó khăn đầu tiên, những người đầu tiên có những điểm số nhất định để có về mình một sự thoải mái tâm lý. Bạn đã sẵn sàng? Dạ rồi, em sẵn sàng. 110 cùng chơi. Và chúng ta bắt đầu cuộc đấu của người chơi chính và 110 cùng chơi. Chocola là đặc sản của nước nào? Pháp, Thụy Điển hay Bỉ? Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Họ đã trả lời xong câu hỏi số 1. Hy vọng là Thanh Trúc đã có dịp qua Pháp, Thụy Điển và Bỉ rồi và có thể viết được câu trả lời. Sao mà 100 người trả lời nhanh quá vậy? họ buộc phải trả lời nhanh vì họ không có nhiều thời gian, chỉ có 6 giây cho phần trả lời của những người cùng chơi. Thật sự ra thì Trúc không có thích ăn sô-cô-la lắm, cho nên là chưa bao giờ tìm hiểu qua là đặc sản của nước nào. Nhưng mà chắc chắn là không phải là Thụy Điển rồi. Thực ra thì tôi thấy là có những chàng trai còn rất là trẻ, những người cùng chơi đấu trường 100 nhìn bạn rất chăm chú, nhưng mà nụ cười có vẻ không được lương thiện cho lắm. Tại sao vậy? Em cười cũng lương thiện lắm mà. Đây là một cuộc đấu không chỉ là chúng ta đấu cái kiến thức mà chúng ta được biết, nó còn là cuộc đấu trí như bạn thấy, đúng không? Dạ. Trừ khi là cái quyền trợ giúp của em hỏi từng người là khác, đúng không? Đúng rồi. Còn cái này là số đông nên là không sao, đúng không anh? Và có lẽ người đáng tin nhất thì là người dẫn chương trình mà thôi. Em thì không thấy như vậy. Em nghĩ là chắc là mọi người cũng thương em, cho nên là nhắc tuồng em đúng. Em sẽ nghe theo lời. Lần này thôi nha, là lần đầu tiên thôi, em sẽ nghe lời mọi người. Em chọn Bỉ. Người chơi chính chúng ta đã nghe theo lời những người cùng chơi, và ánh mắt của người chơi chính hướng vào những chàng trai đẹp trai nhất trong số những người cùng chơi để tin tưởng. Lựa chọn phương án C là câu trả lời. Nhưng câu trả lời chính xác từ chương trình sẽ là... Nếu chúng ta đã có dịp qua Bỉ, một đất nước cũng khá nhỏ châu Âu thôi, thì chúng ta có thể thưởng thức rất nhiều loại sô-cô-la, đặc biệt là những loại sô-cô-la làm bằng tay. Dạ. Và cái hay nhất là những cửa hàng ở Bỉ đó, là khi chúng ta vào, chúng ta có thể ăn sô-cô-la các loại miễn phí. Em chưa đi Bỉ bao giờ. Có một lời khuyên rất tốt cho Thanh Trúc, đúng không ạ? Nếu mà Thanh Trúc bước chân đến Bỉ thì hãy chuẩn bị, tất nhiên là không thích sô-cô-la lắm, nhưng mà hãy thưởng thức đấy. Thì trước khi mà bước vào một cửa hàng sô-cô-la thì hãy nhịn ăn sáng, ăn trưa và chiều thì hãy bước lên đấy. Nhưng mà anh, em một phút để là em cảm ơn tất cả những lời nhắc nhở cho em. Chắc là mọi người thấy nãy giờ em có nụ cười thân thiện quá, cho nên là giúp em. Xin cảm ơn mọi người. Người chơi chính đã vượt qua được câu hỏi đầu tiên, và chúng ta hãy cùng xem là nữ diễn viên Thanh Trúc của chúng ta có thể có được số tiền thưởng 500.000 đồng từ chương trình hay không, như là mong ước. Đã có 500.000 đồng tiền thưởng. Hy vọng con số sẽ được nâng lên 1 triệu, chắc chắn là như vậy. 2 triệu. Dừng lại đi, 3 triệu, tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? 41 người trả lời sai, 59 người trả lời đúng. Chỉ một câu hỏi đầu tiên thôi mà người chơi chính chúng ta đã loại bỏ tới 41 người cùng chơi. Một con số rất là bất ngờ. Và nữ diễn viên Thanh Trúc chúng ta, người chơi chính đã nhận được 3 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Chúc mừng.
Rất có thể là phương án vừa rồi thì rất nhiều người đã nghĩ tới nước Pháp. Như vậy bạn đã có một phần thưởng trị giá 3 triệu đồng từ ban tổ chức của chương trình. Phía trước bạn là 59 người cùng chơi, bạn có 3 quyền trợ giúp ở trong tay. Và bây giờ thì bạn có muốn tiếp tục? Dạ, đã đến đây chơi rồi là phải chơi đến cùng chứ. Chơi đến cùng. Dạ vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 59 người cùng chơi. Bức chân dung nổi tiếng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci hiện được lưu giữ ở đâu? Anh, Pháp, Italia. Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Còn lại bao nhiêu người vậy anh? Còn lại 59 người cùng chơi. Và ngày hôm nay thì với hai câu hỏi đầu tiên thì dường như là chương trình muốn đưa bạn bay thật xa tới chân trời châu Âu. Dạ, toàn là những câu hỏi, những lãng mạn. Lãng mạn. Kể cả về vật chất và tinh thần, đúng không? Câu hỏi này thì em mong là mọi người sẽ trả lời giống như em. Và lựa chọn của bạn? Em chọn nước Pháp. Người chương trình chúng ta, nữ diễn viên Thanh Trúc đã lựa chọn phương án B là câu trả lời và có rất nhiều tiếng vỗ tay. Và như chúng ta đã chia sẻ với nhau, những người cùng chơi vỗ tay là điều rất khó hiểu. Chúng ta chờ xem là sự lựa chọn của nữ diễn viên Thanh Trúc liệu có chính xác ở câu trả lời này, ở câu hỏi này, liệu sự lựa chọn của nữ diễn viên Thanh Trúc có chính xác. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Tại sao cảm ơn tôi? Tại vì em nghĩ là thật ra thì em cũng không có biết nhiều về kiến thức đâu, nhưng mà tại vì cái bức tranh này á do người họa sĩ nổi tiếng vẽ Leonardo da Vinci ở Pháp vẽ nên em cái bức tranh này sẽ phải để ở Pháp thôi. Vâng. Dạ. Tức là linh tính và dạ. Linh tính mách bảo. Và dạ. Quả thực là với những linh tính của chúng ta, với những sự hiểu biết thì rất định ra thì nó mới có thể nảy sinh ra linh tính được, đúng không ạ? Dạ. Bạn đã chính xác, đã đưa ra một sự lựa chọn rất đúng. Và bây giờ chúng ta cùng chờ xem là liệu người chơi chính chúng ta, nữ diễn viên Thanh Trúc, liệu có nâng cao điểm số của mình để vượt qua được câu hỏi vừa rồi. Hy vọng là số tiền thưởng sẽ được nâng lên là 5 triệu. Đã là 5 triệu đồng rồi. Và đó sẽ là 10 triệu đồng chắc. Một người nữa thôi, 10 triệu đồng. Sẽ tiếp tục chăng? Dừng lại ở con số 10 triệu đồng, còn lại 31 người trả lời đúng. Bây giờ thì bạn biết điều gì xảy ra. Bạn đã có đầu tiên là 10 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của chương trình. Xin chúc mừng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng luật chia tiền. Bạn đã vượt qua được con số hơn 50 người cùng chơi. Phía trước bạn còn lại 31 đối thủ. Và như ở những câu hỏi tiếp tới, bạn không cầm về 10 triệu đồng, bạn chơi tiếp và trả lời sai thì 10 triệu ấy sẽ được chia cho những người cùng chơi trong số 31 người chơi chúng ta có câu trả lời đúng. Vậy thì bạn sẽ về nhà hay đấu tiếp ạ? Tiếp, tức là 31 người thầy vẫn không đồng ý với số 10 triệu chia cho 30 này. Nó quá ít phải không các bạn? Thì khi mà mọi người muốn chơi tiếp thì em sẽ chơi tiếp. Còn tới 30 người luôn mà. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 31 người cùng chơi. Câu hỏi chúng ta hát theo phong cách Unplug là hát thế nào? Hát không nhạc đệm, hát với nhạc cụ điện tử hay hát với guitar? Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Còn với Thanh Trúc thì có lẽ là không cần phải suy nghĩ kỹ.
Đúng ạ, bởi vì là chúng tôi được biết là trước đây thì Thanh Trúc không phải là sinh viên của trường đại học điện ảnh, sân khấu điện ảnh đúng không? Dạ. Mà Thanh Trúc đã tham gia ca hát và là ca sĩ. Dạ vâng ạ. Và hát rất hay. Và sau đó thì tại làm sao bạn lại chuyển sang đóng phim? Thật ra tất cả đến với lại Trúc chỉ là duyên may thôi. Trước đây năm 16 tuổi Trúc đã bắt đầu đi ra ngoài hát rồi. Thích hát nhiều hơn, không nghĩ là mình có thể trở thành một diễn viên. Tại vì diễn viên là một cái gì nó xa tầm với Trúc lắm. Thực sự không có một cái vốn sống, không có một cái kinh nghiệm, không có một sự học hành cơ bản thì các bạn cũng sẽ chẳng làm được một cái gì với cái nghề nghiệp mà các bạn thích. Mặc dù là đi đóng phim nhưng mà sau đó Trúc vẫn có quay lại với ca hát. Sắp tới đây Trúc sẽ cho ra hai MV với là một phong cách khác. So với Trúc thì trước cái giờ là Trúc hát bớt ballad, nhưng sau này Trúc sẽ có phong cách khác. Mong là mọi người sẽ đón xem, chờ xem những cái MV mới của Trúc như thế nào. Cảm ơn bạn và chúc bạn thành công. Nhưng trước hết là chúng tôi muốn bạn thành công ở câu hỏi này. Rõ ràng đó là câu hỏi trúng tủ. Bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn rất nhanh mà không cần phải trùng tràng gì nữa đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Đó sẽ là câu C ạ. Câu C, hát với đàn guitar. Đã có những người chơi là kỹ sư công nghệ thông tin đến với chương trình Đấu Trường 100 với những câu hỏi liên quan đến IT trả lời sai. Và điều đó liệu có xảy ra với người chơi chính chúng ta ngày hôm nay, nữ diễn viên Thanh Trúc? Phương án C liệu có là câu trả lời chính xác? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và rất tự tin, có thể nói là người chơi chính rất tự tin nên là người chơi chính không cảm thấy có gì căng thẳng cả. Dạ, đó là câu hỏi vậy. Chúng tủ nhưng mà em thấy ở dưới căng thẳng, ở dưới căng thẳng đúng không ạ? Và sẽ còn căng thẳng hơn khi mà họ biết rằng mình đã bị loại rồi. Chúng ta hãy chờ xem là nữ diễn viên Thanh Trúc sẽ được nâng cao số điểm thưởng của mình là bao nhiêu ở thời điểm này. 15 triệu rồi, vâng, con số đó có thể là 20 triệu. 20 triệu lại, vâng, có thể sẽ là 30 triệu, có thể sẽ là 30 triệu rồi, vâng, vâng. Trời đất, 23 người trả lời sai và chúng tôi chúc mừng 80 cùng chơi trả lời đúng ở câu hỏi này. Wow. Và người mà đáng chúc mừng nhất chắc chắn rồi là người chơi chính chúng ta, từ diễn viên Thanh Trúc. Bạn đã có 30 triệu đồng tiền thưởng từ Đấu Trường 100. Dạ, cảm ơn anh. Xin chia buồn và cảm ơn những người đã trả lời sai ạ. Bây giờ thì bạn có 30 triệu đồng tiền thưởng ở trong tay. Dạ. Bạn có 3 quyền trợ giúp từ chương trình nhưng mà hình như là từ đầu đến giờ người chơi chính chúng ta quên mất, không dùng. Dạ, tại vì toàn là đã số đông trợ giúp rồi và em không nghĩ là em có những cái câu kia là loại bỏ được nhiều người đến như vậy. Dạ. Vâng, có nhiều lợi thế trong tay nhưng bạn cũng vẫn có thể ra về với số tiền thưởng này ở thời điểm này. Hay là bạn sẽ tiếp tục với 8 người cùng chơi còn lại? Tiếp tục. 20 triệu cũng nhiều lắm á. Ok dạ, rồi. Em chơi tiếp. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 8 người chơi. Câu hỏi chúng ta: vị công thần nào của nhà Nguyễn có công quai đê lấn biển lập vùng đất mới? Nguyễn Công Trứ, Phan Thanh Giản hay Nguyễn Tri Phương? Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Tất nhiên là những câu hỏi khi mà chúng ta không còn lại nhiều đối thủ phía trước thì sẽ là những câu hỏi không đơn giản chút nào đúng không ạ? Dạ vâng. Bây giờ rất có thể là Thanh Trúc sẽ không thể thoải mái để đi tiếp như vậy nữa mà sẽ phải tính tới một hoặc là cả 3 quyền trợ giúp từ chương trình ngày hôm nay. Chắc chắn là em phải dùng cái quyền trợ giúp rồi. Vâng. Chúng ta có 3 quyền trợ giúp là hỏi người chơi. Dạ. Khảo sát người chơi và tin người chơi. Khảo sát người chơi đó là bao nhiêu người có đáp án A, B, C đúng không?
khảo sát người chơi. Nếu như người chơi chính chúng ta nghiêng về phương án A thì chúng tôi sẽ cho người chơi chính biết là có bao nhiêu người có cùng đáp án với bạn. Còn hỏi người chơi thì chúng ta sẽ tìm ra hai người chơi bất kỳ trong số những người cùng chơi chúng ta. Một người trả lời đúng, một người trả lời sai. Giao lưu với họ và hỏi ý kiến xem tại sao họ chọn như vậy và chúng ta sẽ đưa ra quyết định trả lời. Phải dùng quyền trợ giúp một người đúng, một người sai. Bạn sẽ sử dụng quyền trợ giúp của chương trình là hỏi người chơi. Chúng ta sẽ tìm ra ngẫu nhiên hai trong số 8 người cùng chơi chúng ta, một người cũng trả lời đúng, một người có câu trả lời sai và chúng ta sẽ hỏi họ tại sao họ lại lựa chọn như vậy. Sau đó thì người chơi chính chúng ta, nữ diễn viên Thanh Trúc sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình. Đó là người chơi ở vị trí số 13 và người chơi ở vị trí số 33. Xin chào người chơi ở vị trí số 13, xin chào. Dạ, em tên là Đỗ Kim Hoa, em làm ở ngân hàng nông nghiệp Hồng Vương. Dạ, em lựa chọn phương án B. Phương án B, Phan Thanh Giản. Dạ. Tại sao bạn lựa chọn như vậy? Tại em thấy hình như là em đọc được trong sách á, là chữ Phan Thanh Giản, thì em chọn nó. Câu trả lời đã rõ, cảm ơn người chơi ở vị trí số 13. Xin chào người chơi ở vị trí số 33. Lựa chọn của chị là phương án? Lựa chọn của tôi là phương án A. Và lý do chị chọn? Thật ra là giữa phân vân giữa A và C. Nhưng mà Nguyễn Tri Phương thì khi đó Pháp đã vào Việt Nam và cha con Nguyễn Tri Phương là Nguyễn Tri Phương và Phò Mã Nguyễn Lâm thì lo chống giặc nhiều hơn nên tôi nghiêng về Nguyễn Công Trứ. Vâng, đã rõ rồi. Cảm ơn người chơi ở vị trí số 33. Dạ. Và chắc chắn bây giờ thì phương án B không phải là câu trả lời đúng. Hồi nãy trước khi mà khảo sát hai chị á, thì em có suy nghĩ giống như chị Hương. Nghĩ là Phan Thanh Giản, nhưng mà vừa mới nghe chị đây nói Phan Thanh Giản thì cũng hơi lung lay một chút. Bây giờ thì mình sẽ lung lay lung lay này hay là lung lay về hướng này? Em sẽ lung lay về hướng này, đó là em sẽ chọn Nguyễn Công Trứ. Rung. Quả thực là rất hồi hộp ở thời điểm này bởi vì đây là những câu hỏi không dễ dàng một chút nào cả. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn phương án A là câu trả lời. Và câu trả lời chính xác từ chương trình. Coi chừng em xéo. Wow! Người chơi chính chúng ta đã chính xác đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn ở thời điểm này. Vâng. Và nữ diễn viên Thanh Trúc của chúng ta đã vượt qua được câu hỏi này. Nhưng không biết sẽ vượt qua được chính xác bao nhiêu người cùng chơi. Chắc chắn là không vượt qua tất họ rồi đúng không ạ? Nhưng mà sẽ loại bỏ được bao nhiêu người cùng chơi để chúng ta có thể hướng tới câu hỏi tiếp theo chăng? Chúng ta chờ đợi. Một người trả lời sai, chúng ta xin chúc mừng 7 người trả lời đúng. Rất tuyệt vời, như thế là bây giờ đến thời điểm này thì Thanh Trúc mới thấy là đấu trường 100 nó căng thẳng đến như thế nào đúng không ạ? 30 triệu đồng trong tầm tay nhưng mà nó cũng rất là xa vời đúng không ạ? Dạ. Bây giờ thì chúng tôi một lần nữa nói lời chúc mừng 7 người cùng chơi đã trả lời đúng và chúc mừng Thanh Trúc. Bạn có 30 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình, vẫn giữ được nó. Dạ. Khó khăn thì còn ở phía trước, chắc chắn là như vậy. 7 người cùng chơi, 7 đối thủ, 30 triệu đồng tiền thưởng. Nhưng bạn vẫn còn trong tay hai quyền trợ giúp của chương trình. Bạn sẽ nhận tiền thưởng. Hãy đấu tiếp. Qua câu hỏi vừa rồi thì em thấy càng nguy hiểm hơn. Chỉ lại được một người thôi. Số tiền của em á là chia đều cho 100 người hay là chỉ cho 7 người vừa rồi? Chỉ chia đều cho những người chơi có câu trả lời đúng ở câu hỏi kế tiếp. Trời, nếu như bạn đồng ý. 7 người. Khó quá. Rồi, hồi nãy đã quyết định chơi tiếp với 30 triệu. Thì bây giờ còn 2 quyền trợ giúp. Chơi tiếp. Chơi tiếp ạ. Chúng ta dành tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Thanh Trúc. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta chắc chắn sẽ đấu tiếp.
nhưng chúng ta sẽ đấu trong chương trình kỳ tới. Bởi vì bây giờ thời lượng của chương trình đã sắp kết thúc. Một lần nữa thì chúng tôi nói lời cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến với chương trình với những nỗ lực của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và cảm ơn những người cùng chơi, các bạn đã nỗ lực hết mình. Chắc chắn trong chương trình kỳ tới chúng ta sẽ gặp lại người chơi chính chúng ta, nữ diễn viên Thanh Trúc và 7 người cùng chơi. Xin cảm ơn tất cả quý vị.